Ni rất vui khi được gặp lại bạn trong video hôm nay. Trong video này thì Ni chia sẻ mẫu móc mới của Ni. Ni hy vọng là bạn sẽ thích mẫu móc này. Trong video trước đó, Ni có chia sẻ mẫu móc chú Husky nhỏ. Ni có nhận được một số bình luận, các bạn gợi ý cho Ni móc một chú Husky lớn. Do có sự rào cản ngôn ngữ á, khi mà bình luận của các bạn đến á, thì Ni cũng phải sử dụng qua một công cụ dịch thuật. Cho nên Ni hiểu đã bị sai đi. Ni có nghĩ là các bạn hỏi Ni là móc một chú husky lớn, và Ni đã trả lời là móc sợi len lớn hơn thì sẽ ra một thành phẩm lớn hơn. Nhưng mà đến khi mà Ni nhận được bình luận này với sự giúp đỡ của con gái Ni, thì Ni đã nhận ra là ý của các bạn muốn Ni chia sẻ một chú husky trưởng thành. Và hôm nay Ni đã hoàn thành xong video để gửi tặng đến các bạn rồi. Ni hy vọng là bạn sẽ thích mẫu móc này. Và sẵn đây thì Ni cũng muốn chia sẻ với các bạn, khi mà đọc bình luận của các bạn, Ni cũng phải sử dụng qua cái công cụ dịch thuật. Các bạn biết là công cụ dịch thuật thì nó chỉ giúp đỡ cho mình được 50% thôi, chứ cũng không có đúng hoàn toàn chính xác ý của các bạn muốn nói. Cho nên là nhiều khi các bạn gửi bình luận cho Ni mà Ni trả lời sai hoặc là thiếu ý của các bạn á, thì Ni cũng hy vọng là các bạn sẽ hiểu cho Ni nha. Trong quá trình móc á, nếu mà bạn có gặp khó khăn chỗ nào, bạn cho Ni biết trong phần bình luận nha. Ni rất vui khi được hỗ trợ cho bạn. Ni chúc các bạn có một sản phẩm đẹp. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nha. Vụ đen này Ni mua ngoài chợ, Ni cũng không biết là tên là gì hết. Thì nói chung là cái này nó chỉ vậy thôi, nó không có tên nha. Cái len này hình như là kích cỡ là 3 mi á. Thấy cái sợi len to như vậy chắc là 3 mi. Thì Ni cũng sử dụng kim 3 mi nha. Hàng đầu tiên có một vòng tròn ma thuật 6 mũi đơn. Mình lên một bính nè, để gầy lên một bính. Một bính này thì bằng với chiều cao của một mũi đơn. Móc mũi đơn đầu tiên. Một mũi đơn đầu tiên. Mũi đơn thứ hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Sáu mũi đơn. Kéo cái sợi dây này xiết lại. Để kết thúc hàng thứ nhất thì đi một mũi trượt vào chân móc đầu tiên của vòng tròn ma thuật. Kéo một mũi trượt nhỏ nhất có thể vào mũi đầu tiên của vòng tròn ma thuật. Đi mũi trượt nhỏ xíu thôi. Ni đã xong hàng thứ nhất rồi. Bây giờ lên hàng thứ hai. Để bắt đầu hàng thứ hai thì đi một mũi bính cũng nhỏ nhất có thể. Và mũi đầu tiên của hàng thứ hai đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Móc hai mũi đơn cùng một chân để tạo thành một mũi tăng, một mũi đơn nè. Mũi đơn thứ hai cũng vào cái chân vừa nãy luôn để tạo thành một mũi tăng. Hàng thứ hai mình có 6 mũi tăng. Đã được mũi tăng thứ nhất rồi, bây giờ qua mũi tăng thứ hai. Mũi tăng thứ hai cũng đi hai mũi đơn vào một chân. Một mũi đơn nè. Hai mũi đơn nè, hai mũi đơn vào một chân để tạo thành một mũi tăng. Ni đã xong mũi tăng thứ hai. Bây giờ qua mũi tăng thứ ba.
thứ hai có 6 mũi tăng, Ni đã đi xong 6 mũi tăng. Để kết thúc hàng thứ hai, đi một mũi trượt vào cạnh trong của chân thứ nhất, một mũi trượt nhỏ nhất có thể vào cạnh trong, cạnh sau này của cái mũi đầu tiên của hàng thứ hai, một mũi trượt nhỏ nhất có thể. Hàng thứ ba có 2 đơn 1 tăng lặp đi lặp lại 4 lần. Để bắt đầu hàng thứ ba thì đi một mũi bính nhỏ nhất có thể. Mũi đầu tiên của hàng thứ ba đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Một mũi đơn và cái chân bên cạnh cũng một mũi đơn. Mình đã có 2 mũi đơn và móc tiếp tục một mũi tăng vào cái chân bên cạnh. Ni đã xong 2 đơn 1 tăng. Và cái này bạn móc 2 đơn 1 tăng này lặp đi lặp lại 4 lần nha. Ni đã được 1 lần rồi nè. Bây giờ qua lần thứ 2. 1 mũi đơn. 2 mũi đơn. 1 mũi tăng. Mình cái cụm này mình đã được 2 lần rồi. Giờ qua lần thứ 3. 1 đơn. 2 đơn. 1 tăng. Mình đã được 3 lần. Và lần cuối cùng. 1 đơn. 2 đơn. Một mũi tăng. Ni đã móc xong 2 đơn 1 tăng, được lặp đi lặp lại 4 lần. Để kết thúc hàng thứ ba thì mình cũng đi một mũi trượt vào cạnh trong của chân, móc cái chân đầu tiên của hàng thứ ba nha, cạnh trong nè của cái mũi móc đầu tiên của hàng thứ ba, đi một mũi trượt nhỏ nhất có thể, nhỏ xíu thôi. Hàng thứ 4 thì mình có 3 đơn 1 tăng và được lặp đi lặp lại 4 lần. Để bắt đầu hàng thứ 4, lên một mũi bính nhỏ nhất có thể. Mũi đầu tiên của hàng thứ 4 đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Một mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ 2. Mũi móc đơn thứ 3. Và một mũi tăng vào chân kế tiếp. Ni đã xong 3 đơn này 1 tăng. Được lặp đi lặp lại 4 lần. Ni đã móc xong 3 đơn 1 tăng lặp đi lặp lại 4 lần. Để kết thúc hàng thứ 4 cũng đi một mũi trượt vào cạnh trong của chân móc đầu tiên đây. Đi vào cạnh trong. Hàng thứ 5 mình có 20 mũi đơn. Để bắt đầu hàng thứ 5 đi một mũi bính nhỏ nhất có thể. Và mũi đầu tiên đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Một mũi đơn. Để kết thúc hàng thứ 5 đi một mũi trượt nhỏ nhất có thể vào cạnh trong của chân móc đầu tiên của hàng thứ 5. Để bắt đầu hàng thứ 6 đi một mũi bính nhỏ nhất có thể. Mũi đầu tiên của hàng thứ 6 cũng đi một, cũng đâm kim vào đúng cái chân mình mới vừa đi mũi trượt. Một mũi đơn và móc liên tiếp các mũi đơn bên cạnh. 2 3 4 5.
7 7 mũi đơn và 4 mũi tăng. Một. Hai. Bốn. Bốn mũi tăng. Và tiếp tục móc 9 mũi móc đơn vào các chân kế tiếp. Một. 9. Để kết thúc hàng thứ 6 cũng đi một mũi trượt vào cạnh trong của chân móc đầu tiên của hàng thứ 6. Một mũi trượt nhỏ nhất có thể. Hàng thứ 7, bắt đầu hàng thứ 7 lên một bính nhỏ nhất có thể. Và mũi đầu tiên của hàng thứ 7 đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Một mũi móc đơn và móc tiếp theo các mũi móc đơn. Mình có 3 mũi móc đơn. 3 mũi móc đơn. Và mình có một cụm. Một đơn một tăng lặp đi lặp lại 4 lần. Một đơn nè. Một tăng nè. Cái cụm một đơn một tăng này được lặp đi lặp lại 4 lần. Ni đã được một lần rồi, bây giờ tiếp tục Ni móc lần thứ hai. Một đơn, một tăng, hai lần. Một đơn, một tăng, ba lần. Một đơn, một tăng, 4 lần. Ni đã móc xong một đơn một tăng 4 lần. Và bây giờ mình cũng có tiếp theo một cụm tiếp theo là một tăng một đơn lặp đi lặp lại 4 lần. Mình Ni móc cụm đầu tiên nè. Một tăng. Một đơn. Và một tăng một đơn này được lặp đi lặp lại 4 lần. Để kết thúc hàng thứ 7. Đi một mũi trượt vào chân móc, vào cạnh trong của chân móc đầu tiên của hàng thứ 7, một mũi trượt nhỏ nhất có thể. Kéo cái sợi len chặt chặt, mũi trượt nó sẽ nhỏ. Và hàng thứ 8, bắt đầu hàng thứ 8 đi một mũi bính nhỏ nhất có thể. Mũi đầu tiên của hàng thứ 8 đâm kim vào đúng cái chân mình mới vừa đi mũi trượt. Một mũi móc đơn. Mình sẽ gặp lại bạn ở mũi móc WT nha. Đã móc xong là 5 mũi đơn, một tăng một đơn lặp đi lặp lại 2 lần và 4 mũi đơn. Thì Ni có ghi công thức ở trên màn hình á. Tiếp tục là một mũi W của mũi nửa kép. Mũi W là bạn móc 3 mũi nửa kép vào cùng một chân. Một mũi nửa kép nè, vào cùng một chân luôn nha. Hai mũi nửa kép nè. Ba mũi nửa kép. Ba mũi nửa kép cùng một chân để tạo thành một mũi W. Và tiếp theo là 3 mũi đơn vào các chân kế tiếp. Một mũi đơn nè. Hai. Ba. Ba mũi móc đơn vào các chân kế tiếp. Và tiếp tục cũng một mũi W của mũi nửa kép. Thì cũng móc 3 mũi nửa kép vào cùng một chân. Một nè. Hai nè. Ba nè. Đó, ba mũi nửa kép vào cùng một chân.
và tiếp tục móc theo công thức trên ni ghi trên màn hình nha. Để kết thúc hàng số 8 cũng đi một mũi trượt vào cạnh trong của mũi đầu tiên của hàng số 8. Mình đã xong hàng số 8 rồi nè. Bắt đầu hàng số 9 cũng đi một mũi bính nhỏ nhất có thể. Và mũi đầu tiên đâm kim vào đúng chân mình mới vừa đi mũi trượt. Một mũi đơn. Và các bạn cứ móc theo công thức Ni để trên màn hình nha. Ni đã hoàn thành xong hàng số 10. Hàng số 11. Mũi đầu tiên, để bắt đầu hàng số 11, đi một mũi bính nhỏ nhất có thể. Mũi đầu tiên của hàng thứ 11, đâm kim vào đúng chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Một mũi đơn. Ni sẽ gặp lại bạn ở mũi M. Mũi thứ 15. Ni vừa móc xong 15 mũi đơn. Bây giờ tiếp theo, mũi tiếp theo là một mũi M. Là mình móc 3 chân. Chụm một mũi. 3 chân nè. Chụm thành một mũi. Tiếp theo là 3 mũi đơn. Cái chỗ này bạn kéo dẫn lên căng căng xíu nha. 1 2 3. Và mũi tiếp theo cũng là mũi M. 3 chân móc chụm thành một mũi. 3 chân nè. Móc chụm thành một mũi. Và tiếp theo mình có 16 mũi móc đơn. Để kết thúc hàng thứ 11, cũng đi một mũi trượt và cạnh trong của chân móc đầu tiên. Một mũi trượt nhỏ nhất có thể. Hàng số 12. Để bắt đầu hàng số 12 cũng đi một mũi bính nhỏ nhất có thể. Mũi đầu tiên của hàng thứ 12 cũng đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Một mũi móc đơn và móc liên tiếp các mũi móc đơn vào các chân bên cạnh theo công thức nha. 10. Ni đã móc xong 10 mũi đơn. Bây giờ mình đổi qua len màu đen. Năm mũi móc đơn màu đen. Một nè. Hai nè. Ba nè. Bốn. Năm. Năm mũi móc đơn màu đen. Cái sợi dây màu trắng này mình kéo sợi dây nha. Cái sợi dây dư dư nè.
Tiếp theo là mình có một mũi W của mũi đơn. Góc 3 mũi đơn chung một chân tạo thành một mũi W đơn. Một mũi đơn nè. Hai mũi đơn nè. Ba mũi đơn nè. Ba mũi móc đơn cùng một chân. Mình đã xong một mũi W rồi nè. Bây giờ mũi W thứ hai. Một mũi đơn nè. Hai mũi đơn nè. Ba mũi đơn nè. Và mình đổ qua len màu trắng. Móc một mũi W len màu trắng. Một mũi đơn. Hai. Ba mũi đơn cả trong một chân. Kéo cái sợi len này qua nha, hết nha. Và mình đổi qua len màu đen. Một nè. Hai nè. Ba nè. Cái màu đen này hơi khó nhìn, các bạn chịu khó nha. Và mũi W thứ hai. Một mũi đơn. Ba mũi đơn cùng một chân. Tiếp theo mình móc 5 mũi. 1 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Móc vào được vài mũi thì mình kéo cái sợi len màu trắng qua nè, để lát để mình lấy len màu trắng. Mình móc được vài mũi thì mình kéo cái sợi len màu trắng theo.
thêm một mũi chược vào chân đầu tiên của hàng thứ 14, mũi đầu tiên. Cái mũi đầu tiên của hàng thứ 14 đây, mình đi mũi chược vào cạnh trong của mũi đầu tiên của hàng thứ 14. Nhưng tại vì cái chỗ này mình đổi màu len nè, cho nên mình móc luôn cả cái, mình kéo luôn cả cái cạnh màu trắng này ở dưới đây luôn, mình móc luôn vào mũi chược, rồi mình đâm kim vào cạnh trong của mũi đầu tiên của hàng 14. Thank you.
mắt này thì sử dụng len nhỏ hơn, như sợi nhỏ hơn. Cái sợi len này là sợi 3 ly này. Sợi len này là sợi 3 ly. Sợi to này. Còn này mình sử dụng sợi nhỏ. Sợi nhỏ hơn. Chừa được một đoạn dây cỡ 10 cm. Thank you.
gọt nhỏ thiệt nhỏ nha. Để mình lấy cho tay này, nó không có bị lem đâu ạ.
Thank you.
Mình có 5 móc xích. Mũi đầu tiên của hàng thứ nhất đâm kim vào chân, cái chân bịch thứ hai. Chân bính thứ nhất bỏ qua, đâm kim vào cái chân bính thứ hai. Móc một mũi đơn. Các chân kế tiếp, 2 3, 3 mũi đơn. Cái chân cuối cùng ở đây thì móc 3 mũi đơn cùng một chân móc, tạo thành một mũi W. 1 rồi nè, 3 mũi đơn cùng một chân tạo thành mũi đập tiêu. Và tiếp tục móc các cạnh đối diện. Các cạnh đối diện đây. Một mũi đơn. Hai mũi đơn. Và cái chân cuối cùng là một mũi tăng. Để kết thúc hàng thứ nhất, đi một mũi trượt vào cái chân đầu tiên, cái mũi đầu tiên của hàng thứ nhất. Cái mũi đầu tiên đây, cái chân đó, cái mũi đầu tiên đây, đi mũi trượt vào cạnh trong, vào cái mũi đầu tiên của hàng thứ nhất. Đã xong hàng thứ nhất. Hàng số 2, số 3, mỗi hàng có 10 mũi bính. Mũi đầu tiên của hàng thứ 2 đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Một mũi đơn và móc các chân còn lại là các mũi đơn. Kết thúc hàng số 3 cũng đi một mũi trượt vào cạnh trong của mũi đầu tiên của hàng số 3. Mũi bính nhỏ nhất có thể, xiết cái sợi chỉ chặt chặt cho cái mũi trượt nó nhỏ xí thôi. Xong hàng số 2, số 3.
Hàng số 4, để bắt đầu hàng số 4 đi một mũi bính nhỏ nhất có thể. Và hàng số 4 này, mũi đầu tiên của hàng số 4 đi cũng đâm kim đúng vào cái chân mà mình mới vừa đi mũi trường. Hai mũi móc đơn để tạo thành một mũi tăng. Một tăng. Hai tăng. Ba tăng. Bốn tăng. Và sáu mũi đơn. Các bạn cứ móc theo công thức đi để trên màn hình nha. Số 13 không đi mũi trừ kết hàng nha. Bạn đi sử dụng kim quen, sử dụng kim cho nó dễ. Mặt số 4 nè, 1, 2, 3, 4. Hàng số 4 có 4 mũi tăng nè, là ở phía sau. Cái hàng mà có 4 mũi tăng là ở phía sau, đặt ở phía sau. Hàng số 1 nè, 1, 2, 3, 4, 5. Đây là cái mũi đầu tiên của hàng thứ 13 này. Mũi đầu tiên của hàng thứ 13. Cạnh trong, đâm vào cạnh trong của mũi cuối cùng, của cái chân cuối cùng. Đâm vào cạnh trong của chân cuối cùng, hàng 13. Thank you.
Một mũi đơn. Mình gắn cái chân vô nè, cái chân phía trước vô. Tiếp tục móc 6 mũi móc đơn ở phần thân. 1 2 3 4 5 6 4 và móc một mũi móc đơn màu trắng ở thân, kéo sợi len màu đen qua để lát mình đổi màu. Thank you.
móc một mũi ít màu trắng nè, một mũi móc đơn màu trắng. Ở trên cái chân trước này còn 7 chân ở đây. Còn 7 chân móc ở trên cái chân phía trước này, mình móc lên cái chân chỗ này. Một mũi tăng. Một mũi tăng nè. Một tăng, một đơn. Lặp lại 3 lần. Một tăng, một đơn. Một tăng, một đơn.
Xong hàng 17, bây giờ mình chuyển qua hàng 18. Bắt đầu từ hàng 18 thì đổi qua len màu trắng. Bình thường mình đổi qua len màu trắng á, nếu mà mình móc móc như bình thường á thì mình sẽ bị cái chữ V hai màu nó trộn lẫn nhau này. Để lúc mà đổi hai màu nó đẹp hơn á, nó không có bị trộn lẫn như vậy. Hai màu nó không bị trộn lẫn với nhau mà nó tách riêng biệt luôn, màu đen với màu trắng tách riêng, thẳng tách với nhau như vậy. Bắt đầu mình chuyển qua hàng 18, mình đổi qua len màu trắng. Gỡ cái mũi kết hàng của hàng 17 ra, mình móc lại mũi kết hàng với len màu trắng. Và cũng lên một bính nhỏ nhất có thể. Để bắt đầu hàng mới thì lên một bính nhỏ nhất có thể. Với cách đổi len mới này thì mũi đầu tiên cũng đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Và mình móc thì mình móc sợi len màu đen. Và kéo sợi len màu trắng. Mũi thứ hai nè, móc sợi len màu đen và kéo sợi len màu trắng. Các bạn cứ lặp đi lặp lại cho đến hết hàng thôi. Mình móc sợi len màu đen nè, mình kéo sợi len màu trắng. Các bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy đến hết hàng nha.
mũi trượt vào cạnh trong, vào chân móc đầu tiên. Và mình cắt cái sợi len màu đen này đi. Bây giờ mình mới bắt đầu móc hàng số 17 nè. Vào các chân móc như bình thường thôi. Mũi đầu tiên cũng đâm kim vào đúng cái chân mình mới vừa đi mũi trượt. Một mũi đơn. Và các bạn cứ móc theo công thức nha. Thank you.
là dễ nhám nha. Để đi đi trà lên cái mặt len đó để tạo hiệu ứng xù xù, bạn có thể bỏ qua bước này nhé. Tại vì nên các cái hiệu ứng xù xù của cái mặt len cho mình đi là sử dụng dễ nhám. Còn bạn không thích thì bạn bỏ ngay nha. Mình chỉ muốn là chia sẻ với tất cả mọi người các bước đi làm thôi. Bạn thấy không, khi mà trà cái dễ nhám lên, cái mặt len này nó tư tư xù xù. Ở nhìn ở ngoài á thì nó xù xù, nhìn nó rất là mềm mại. Cái viên giấy nhám này mà tránh con mắt với cái mũi ra nha. Tại vì mình mà lỡ tay mình trúng con mắt là nó sẽ bị ăn vào con mắt nè. Nên lỡ tay cái trà trúng con mắt rồi nè. Mình mà trà trúng con mắt là nó mòn cả con mắt luôn nè. Mình phải chia con mắt qua. Vừa nãy cái con mắt của bé Rocky của mình nó bị thương nè, do mình chà cái nhám trúng con mắt nè. Đi lấy cái sơn bóng của cái móng tay á, đi ấy nó lên thì thấy nó cũng chìm chìm, nó không có lộ cái chỗ bị thương được.